đất ở nhà có sẵn, không? Đất ở nhà có sẵn. Được. Tao tính mở homestay, thiếu vốn thì tao vay ngân hàng. Đi làm trả từ từ. Bậy rồi. Bên mày quay sát tao không? Không, mày tắt đi được. Không quay nè. Để cho nó quay mày, để mai có bằng chứng tao nói chuyện với mày là bữa nay mày nói. Đúng rồi. Chứng gì? Nè, tao nói mày nghe nè. Điều đầu tiên tao nói với mày, không có thằng nào khởi nghiệp mà vay ngân hàng vốn. Đổ cái nợ ngập đầu, tao mày nghe. Ai nói mày? Trong cái cuộc chơi riêng này á, 10 thằng. Hết chín thằng chết, một thằng sống thôi, cho con nghe nào sống đơn giản. Ê, mày tự tin quá đáng rồi, mình rồi nè mày trả nợ bằng gì? Mày trả nợ bằng lãi mít hả? Mít là sao? Mày trả nợ hết á, trong khi công việc ổn định của mày, mày đang làm mày không làm, mày đi ở mơ mộng diễn vong một cái nọ hay kia cái nọ, rồi mày đem nguyên cục nợ về ngập đầu, quay qua ba mẹ cứu con. Đó là mày nói, tao thấy vậy đúng không? Dục công ty mày lên công ty mày làm rồi hả? Mày làm đi công việc hàng ngày mày làm đi làm lại rồi. Tao làm bình thường mày, mày không thấy chán hả? Làm gì chán? Không thấy chán tao hả? Làm lĩnh lương mà làm gì chán? Chuyện như mày tao à, bây giờ tao mở hôm tay đúng không? Tao mở hôm tay rồi sao? Nếu thành công, nếu thành công là ok rồi sao? Thành công là thành công mày, đúng không? Thành công là sao? Còn mày làm sao? Còn mày làm, mày làm nhân viên đúng không? Ừ, ta bóc lột số lao động. Ê, bậy luôn rồi, bậy rồi bên đó nè. Đúng gì? Nè, tao nói mày nè. Bình tĩnh nè. Mày làm hôm tay với không? Mày mơ mộng 1 2 3 4 cái là mập. Xin lỗi mày á. Không có khách là sao? Tao không có khách. Rồi, nè, kinh nghiệm mà quản lý thiết kế hôm tay mày không có nè. Rồi mày có luôn cái kinh nghiệm thu chi kế toán không? Rồi mày có luôn kinh nghiệm nắm nguồn tiền trong tay không? Rồi mày đảm bảo giùm tao là đến khi nào hôm tay mày phát sinh liền rồi. Mày ngu. Ê, mày bớt giỡn nha. Tao đang nói đàng hoàng nha. Tao đang nói mày nghe. Tao nói mày nghe. Tao nói mày. Mày để tao nói nghe. Để tao nói mày nghe nè. Cái gì mình không biết, mình đi học, phải không? Còn mày những cái chuyện công việc chuyên môn nếu mình không rành, mình thuê ngoài vô làm. Ủa vậy tao bạn mày, tao đang khuyên mày mà không nghe mày. Khuyên con mẹ gì? Mày tao bằng lùi mày khuyên cái gì? Ê bớt giỡn nha mày. Tao nói thiệt mày. Những cái thằng đàn ông á. Rồi sao mà an phận với lại toàn suốt ngày bàn lùi. Nó hèn lắm. Ê bỏ nghe, không có hèn nghe mày. Tao thiệt mày luôn. Xã hội này á, mà ai như mày á, làm sao xã hội phát triển được? Rồi bậy rồi nha bạn ơi, bạn nè, tôi nói bạn nghe. Cuộc sống của tôi nè, tôi đang làm công ty nha. Công việc hay là có công việc hay không công việc, tôi vẫn lãnh lương hàng tháng đều. Tôi đem về nợ nuôi vợ con tôi nha. Cái bill hàng tháng của tôi á, tôi vẫn trả đều. Vợ con tôi sống đầy đủ nhưng mà không có chí còn kiến. Mày nói vậy tao mới nhớ hôm qua tôi qua nhà mày nhậu á, giờ mày xin cái iPhone mày chửi số tại vậy. Qua mày nhậu. Gì? Vợ xin tiền mua iPhone mà không mua à? Làm gì không mua? Bây giờ mua chưa? Không, mày mua chưa? Chưa mua, nhưng mà bây giờ không đúng thời điểm mua. Làm gì nhục? Cái chuyện nó bình thường, bây giờ điện thoại đang xài bình thường, tội gì mua? Muốn mua Tết, lãnh tiền Tết. Cuối năm lãnh tiền Tết công ty lấy ra mua. Trời mấy hồi. Cái miệng nói cuộc sống ổn định này kia phải không? Lương lợi này kia phải không? Vậy mà mua vợ xin tiền mua iPhone mua không nổi nhục. Ê, bậy nha, bạn bậy nha, chuyện đó chuyện của tôi nha, chuyện của gia đình tôi nha, tôi nói bạn nghe nha, tôi vẫn lo. Nói thì hay lắm, nói thì hay mà cuối cùng làm được. Nha, còn ý tưởng của bạn dẹp mộng đi, tôi không bàn trái. Dẹp gì ta đây, bây giờ không, tao ra tao làm, tao làm giám đốc luôn, rồi, đúng không? Sao? Tao tự chủ kinh tế của tao, còn đi làm như mày đúng không? Mua được cái iPhone cho vợ không? Hả? Tao thấy tao thương vợ mày luôn. Ê, mày bớt giỡn nghe. Thương là thương tội. Thương tội. Tội gì? Tội, tại vì mua iPhone mua không nổi. Mày dùng từ cho đàng hoàng nha. Mày bớt giỡn nghe. Tao thiệt mày luôn á. Tao nhục với tao hèn vậy tao không biết. Mày hèn đúng rồi nè, mày hèn đúng rồi. Tao nói cho mày nghe nha, lần cuối hèn là mày hèn. Tao nhục mày là chuyện của tao nha. Mày không biết mày sao. Nói mày hèn đó. Thôi tụi bay sợ đau á. Lao gì bố hoài. Chuyện nhục hèn là của tao nha. Tao dẫn nó cho cuộc sống vợ con tao ổn định nha. Còn cái chuyện của mày, ok, bây giờ tao không bàn nữa. Thôi mày thằng làm coi như còn tiếng nha. Mày phiêu luôn rồi, em kệ mày. Tao chỉ cầu xin ông trời á, một ngày nào đó cho mày thất bại á, con mắt mày á mở to ra ha, để mà nhìn đời. Mày nghe những lời khuyên của tao á là có chí lý hay không? Chí lý nha. Mày thấy sao? Nghe những lời khuyên của mấy thằng hèn mà nghe. Ê, bỏ chả nghe, không hèn nha. Mày nói gì? Mày nói gì? Mày nói cái gì? Mày muốn cái gì?